Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Sóc Trăng xin thông báo, vì tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, hiện nay tại các phường, chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng, chợ phường 10 đã xuất hiện ổ dịch với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đề nghị người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết, đồng thời phải chấp hành nghiêm khuyến cáo 5K, nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và khử khuẩn. Vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng, rất mong người dân tự giác thực hiện. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Sóc Trăng xin thông báo, vì tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, hiện nay tại các phường, chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng, chợ phường 10 đã xuất hiện ổ dịch với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đề nghị người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết, đồng thời phải chấp hành nghiêm khuyến cáo 5K, nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và khử khuẩn. Vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng, rất mong người dân tự giác thực hiện.